Gì? Lớn mà, nghe lớn mà. Mr. Đạm không nghe hả? Mr. Đạm không nghe hả? Em chỉ nghe tụi mình nói không? Hả? Giờ nghe rồi hả? Trước khi mình xem tên ai đó biết không? Thì mình phải coi lại cái ngón tay của mình có bị đau hay không. Check cái ngón tay mình có bị đau hay không. Ghê. Nhỏ hả? Lớn mà. Ok, let me double check then. Để check trong Paltalk coi. Yeah, that's right. Nhỏ đúng rồi. Trong Paltalk nhỏ đúng rồi. Ok được. Rồi bây giờ nghe lớn chưa? Bây giờ nghe lớn chưa? Giờ nghe lớn rồi phải không? Right? Yes, lớn rồi. Biết sao không? Để mình chĩa cái microphone xuống đất á, biết không? Chĩa cái microphone xuống đất á. Sơn Điềm mới vô room mà đòi hỏi nhiều quá đi. Luca Pacci. Sơn Điềm mới vô room mà đòi hỏi nhiều quá đi. Đâu phải cục nợ của Tử My đâu. Mấy người kia mới là cục nợ của Tiểu My. Ok, Sơn Điềm mới vô room không phải là cục nợ của Tiểu My. Ok, không được đòi hỏi nhiều. Ok. Ok, cảm ơn. Nè, hôm nay có học bài không vậy? Đừng thấy bốn cô nương cười cười rồi khỏa lấp nha. Hôm nay có học bài không vậy? Hả? Mới học xong, trời ơi. Don't wait to the last minute, okay? Không được đợi cho tới giờ phút cuối mới học bài, ok? I give you how many weeks? I give you 2 weeks, right? Cho đến 2 tuần học bài á. Học liền 3 tiếng. Đó là đợi tới phút cuối cùng mới học. Tối nào cũng học hả? Thôi đi, nghi ngờ quá. Hôm nay mấy cục nợ chắc không có qua khỏi cái con trăng này hôm nay đâu. Bây giờ để thử trước nha. Bây giờ mình thử sơ sơ thôi. Mình mới ăn appetite thôi, ok. Bây giờ thử trước nha. Không được nhìn bài, ok. Không được nhìn bài. Thử nha. Đứa nào mà nhìn vô bài đó, ok, đứa nào mà nhìn vô bài đó sẽ thành con chó con, ok. Chó con dễ thương. Đứa nào mà nhìn vô bài đó, nói trước cho biết nha, ok, sẽ thành con chó con á. Rồi à, bắt đầu chưa, sẵn sàng chưa, úp bài lại, ok. Turn the lesson upside down. Okay, up bài lại. I mean, turn it over, okay? I see, tao mất tiêu cái bài rồi ta. Okay, I'm going to say in Vietnamese and you're going to translate in English, okay? I mean, you have to bring in English. Where is it? Bài đã mất tiêu rồi ta. Rồi, bắt đầu chưa? Are you ready? Đi bằm mắt nói làm sao? Bằm mắt. Bằm mắt nói làm sao? Không được nhìn vô bài nha. That's right. Chỉ có 2 người thôi. 3 người. Không được cập dê nha, ok, không được cập dê, không được copy and paste, ok, không được liếc qua liếc lại.
Cục dây là nói theo tiếng Pháp, còn còn tiếng Mỹ là copy, okay? Không được liếc qua liếc lại, okay? Hai con mắt nhìn nhìn chăm chú vô trong cái màn hình, okay? Vì chỉ có đi coi 43 người thì ít nhất phải 20 người, okay? Phải 20 người. Post lên, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 người thôi là fail rồi, rớt hết trơn rồi. Không có tài liệu hả? Trời. Vậy là thành viên mới luôn rồi. Mới có 6 người hả? Cũng là mới luôn hả? Tài liệu gì? Tài liệu gì? Chán thì thôi đi. Ngồi nhìn người ta rồi cọc dê. Ngồi nhìn người ta rồi cọc dê hả? Hả? Ok, rồi tiếp tục nè. Ho. Ho nói làm sao nè? Ho. Ho. And hurry up, please. Cough. That's right. Ngất xỉu tại chỗ. Ngất xỉu tại chỗ nói làm sao? Cái faint là mới muốn xỉu thôi chứ chưa có xỉu. Cái này ngất xỉu tại chỗ luôn. Pass out là chết rồi. Yeah, unconscious. Okay, unconscious. Cái mặt bị rỗ. Nói sao nè, cái mặt bị rỗ. Mr. Đạm, you misspell. Cái mặt bị rỗ, rỗ đó, rỗ đó, nói sao, rỗ. And hurry, không được suy nghĩ. I don't know, trời. Chán thì thôi. No, chicken pox là trái rạ, chứ không phải rỗ. Rỗ, no, rash là ngứa, ngứa. Rỗ mặt cũng là bệnh vậy. Rash là ngứa. Rồi, vậy mà nói có học bài. Abscess. Okay, abscess. Có mà, có chữ rỗ mà. Abscess, coi lại bài đi. Yeah, abscess. Gãy xương. Gãy xương. Áp xe là nhột, nhà nhốt là gì? Là nhốt, là nhọt. Áp xe là rỗ đó, gãy xương. Yeah, broken bone. Gãy một cái xương thôi, gãy nhiều xương quá rồi sao? Gãy một cái xương là đã chết rồi. Một xương thôi, không cần nhiều, ok. Gãy một cái thôi, ok. Rồi, bị đứt, đứt tay, đứt chân, đứt. Yeah, cut, I got cut, I got cut. Bị rát cổ, đau cổ họng đó, bị rát cổ. Nhớ nha, không được nhìn vô bài, em không được cọc dê, không được liếc qua liếc lại, không được PM. Copy and paste on BM, okay? Sore throat. That's right, sore throat. Bị huyết áp cao. Huyết áp cao. Đâu phải là hypertension đâu, any tiger. High blood pressure. High blood pressure. Yeah, ba chữ nha. Okay, ba chữ. High blood pressure. Bị đau bụng. Bị đau bụng. Bị đau bụng. Tôi bị đau bụng. Yeah, phải dịch nguyên câu luôn. Tôi đau bụng, tôi bị đau bụng.
Yeah, I have a stomach ache. Stomach ache. Angry tiger, you miss stomach ache. Hello, Trang. Chị đi đi bác sĩ chừng bao lâu lận? Chị sure không? Tại vì 4:30 đó, 5 giờ mình phải đi dạy đó. Mình nghỉ một mình cancel một 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 giờ cho chị rồi đó. Chị sure phải không? Dạ, tại vì chiều nay mình dạy bao nhiều lắm á. Ồ, nghĩa là cái lỗ tai bị infection hả? Ồ, I see. Ok. Cái đó là cái đó là cái clinic hay là cái doctor office hay là cái hospital? Cái doctor office hả? Vậy thì hy vọng ông có chờ lâu, chỉ sợ vô nhà thương á, chị biết ông ngồi chờ lâu á. Ok. Dạ. Ok, rồi, rồi. Vậy chiều nay mình lại chuyển cái 2 giờ hả? Chị mới muốn mấy giờ? 2 giờ phải không? 2 giờ 45, ok. Mà mấy giờ vô gặp bác sĩ? 3:30 hả? Ok. Nghĩa là chừng khoảng 1 tiếng thôi phải không? Chừng khoảng 1 tiếng phải không? Ok, rồi, được rồi. Chiều nay mình gọi chị. Ok. Ok chị ha. Sorry các anh chị. Quên. Chiều nay phải dẫn người con của người bạn đi bác sĩ. Mà họ không biết tiếng Anh. May quá hôm nay mình học cái bài này vô chắc nói chuyện được với bác sĩ. Các anh chị thấy không? Mình học là mình thực hành liền tại chỗ. Thực hành liền tại chỗ. Ok, now. Tiếp tục nha, tiếp tục. Bị dị ứng. Bị dị ứng, nói sao các anh chị? Bị dị ứng. You misspell. Quỳnh Tuấn and Angry Tiger. Yeah, ology. Okay, ology. Yeah, ology. Bị bác sĩ dị ứng hay sao? Bác sĩ dị ứng hay sao? Yeah, ologist. Allergy là cái bệnh, còn bác sĩ là allergist. Cái gì mà có chữ justice là bác sĩ á. Ok, bị chóng mặt. Bị chóng mặt. Bị chóng mặt. Dizzy. Yeah, dizzy. Bị bệnh mất ngủ. Dizzy. Why chứ không phải là ai nha. Bị bệnh mất ngủ. Có một người biết thôi. Bị bệnh mất ngủ. Bí hả? You misspell snow clouds. Insomnia, right? Insomnia. Bị đau ruột thừa. Ruột dư, ruột thừa gì đó, đau ruột dư. Sao nghi ngờ không qua khỏi anh Trăng này quá. Khó, cái gì mà khó khó là im re à.
Appendicitis, right? Appendicitis. Đó, em đi Tiger đúng á. Appendicitis. Okay. Sao nghi ngờ là copy and paste quá. Đang nhìn tập phải không Angry, phải không? Dạ, chắc xem tài liệu rồi. Mới học 3 tiếng hả? Ok, nói cho nghe nè. Hôm nay bổn cô nương tha cho đó. Anh chị nào không biết cứ copy and paste thì at least có còn hơn không, ok? Biết thì khỏi. Không nhìn bài tập, không nhìn bài càng tốt, ok? Còn nếu mà bí quá thì cứ nhìn cho rồi đi, có còn hơn không. Ok, bị cháy rạ. Mới thuộc có hai bệnh nè. Em chỉ phải cần biết mình bệnh gì để vô mình gặp bác sĩ mình mới khai được mình bệnh gì. Bị cháy rạ. Có một người biết thôi. Chicken box, right? Chicken box. Bị động kinh. Bị động kinh. Epileptic. Động kinh là bị giống như bị giật giật vậy đó. Mấy em nhỏ mà nó bị sốt cao là nó thường thường nó bị động kinh đó. Epileptic, right? Epileptic. Bị xuyển. Bị xuyển. Asthmatic, phải không? Asthmatic, right. Bị nhức đầu. Bị nhức đầu. Headache, phải không? Headache. Bị ung thư. Bị ung thư. Cái này nhức đầu hàng ngày hả? Đinh ăn bệnh nhức đầu hàng ngày. Có nhiều người bị bệnh nhức đầu không khỏi đó nha các anh chị. Có nhiều người bị bệnh nhức đầu kinh niên á các anh chị. Biết chị bệnh nhức đầu làm sao không? Các anh chị nên exercise cái cổ anh chị, lắc cái cổ đó, lắc bên mặt 25 cái, lắc bên trái 25, xoay xoay tròn cái cổ đó thì ít khi thì sẽ trị được cái bệnh nhức đầu á. Headache, okay, headache. Ok, bị cảm. Bị cảm. Bị cảm. Cái đó là bị cúm. Cảm cúm là flu, flu. Còn bị cảm lạnh là cold, right, cold. Đau răng. Đau răng. Toothache. Okay. Dental caries là sâu răng. Okay, dental caries là sâu răng. Là sâu răng. Bị ối mửa. Vomit. Vomit. Bị thương. Bị thương. Hurt là đau, còn injury. 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 Bị thương hàn. Bị bệnh thương hàn. Typhoid. Okay, typhoid. Nó phải injury cold đâu, dịch. Bị thương là injury, hàn là lạnh là cold.
cũng giống như là no star where. No là không, star là sao, where là đâu. Không sao đâu là no star where. Bệnh lạnh đó hả? Injury cold. Không có cửa là no table. Right. Don't play with my face là đừng có giỡn mặt với tôi. Okay. Ok, bệnh gì nữa ta? Chảy nước mũi. Runny nose. Bệnh chỉ. Bệnh chỉ. Runny nose hay là runny nose? Bệnh chỉ. Hemorrhoid. Right. Hemorrhoid. Bệnh chỉ cái anh chị. Dứt ra đi. Just one. Yeah, two are hemorrhoid. Đau bụng. Như đau bụng rồi phải không? Đau bụng rồi. Đau lưng chứ, đau lưng. Yes, sprain. Right, sprain. Bị làm độc. Bị làm độc. Infection. Chứ không phải injection nha. Injection là tiêm thuốc. Infection. Bị phỏng. Burn, right, burn. Bị ớn lạnh. Cảm thấy ớn ớn, lạnh lạnh. Không phải cold. Đó là chill. Okay, chill. Chill, yeah. Cảm thấy ớn ớn, lạnh lạnh là chill. Bị đỏ mắt. Bị đỏ mắt. Phải. Red eye là devil. Red eye là con quỷ. Okay. Đừng nói I got a red eye nha. Okay. Nó tưởng mình là con quỷ, the devil. Đỏ mắt là gì? Bloodshot. Okay. Bloodshot. Shot là một cái điểm. Blood là máu. Trong mắt mình có những cái điểm đỏ đỏ đó. Yeah. Blood. Bloodshot. Bị bầm. Bị bầm. Yeah, bruise. Right, bruise. Bị sưng, sưng một cục lên á, sưng, swelling, yeah, không phải swollen, không phải swollen mà là swelling, swelling, có S phía trước. Buồn nôn, buồn nôn. Buồn nôn. Yeah, nausea. Không biết thì cứ copy đi, cứ cập dê đi, ít nhất có còn hơn không. Nausea. Okay, nausea. Bị tiêu chảy. Bị tiêu chảy. Tiêu chảy.
Diarrhea. Diarrhea. Double R nha, double R. Chứ không phải one R. Hai chữ R á. Nói tiếng Việt. Diarrhea. Diarrhea. Khi bị tiểu đường. Bị tiểu đường. Diabetic, phải không? Gì có sugar. Having sugar. Bị tiểu đường. Cha mắc cười quá à. Diabetic. Okay. Bị xuyển. Bị xuyển. Bị xuyển. Xuyển rồi hả? Chưa. Chưa có xuyển. Asthmatic, phải không? Asthmatic. Manda misspell. Asthmatic. Ok, bị gì nữa ta? Bị táo bón. Bị táo bón. Bị táo bón. Bón đó là thai rồi, táo là apple, apple thai. Apple thai là táo bón. Bón là chặt phải không các anh chị, chặt là thai, apple thai là quýnh chết bây giờ ở đó mà đưa số 1 lên, đưa ngón tay, đưa ngón tay mọc từ lù lên quýnh cho cái quỳnh tướng một cái bát đi các anh chị, cho quỳnh tướng một cái bát đi. Táo bột thai là táo bón. Yeah. Ok. Đó là constipation, ok? Constipation chứ không phải apple thai. Ok, nào bị gì nữa ta? Cái gì làm mắc cười quá. Đau mắt hột. Ok, đau mắt hột. Đau là hurt, right? Mắt là eye. Hột đó là shit. Chắc chết. Bởi vì các anh chị khi mà mình muốn học tiếng Anh đó, mình đừng có học vocabulary trước nha. Có người nói chứ mình phải học vocabulary trước, nghĩa là mình phải học từ vựng trước. Mình mà học được từ vựng thì cái gì mình nói cũng được chứ. Giống như đau mắt hột đó, đau đó là hurt, right? Mắt là eye. Hột đó là ship. Rồi mình ráp vô. Ráp vô phải không? Yeah, đau mắt hột là trachoma, ok? Or I see. Nhưng mà cái gì tránh mình để phía sau, nhớ không? Cái gì tránh mình để phía sau, mình đang nói về cái đau mà phải không? I see hurt. Mỹ mà nó nghe nó chạy về bên Anh hết trơn á, từ bên Mỹ nó nhảy xuống sông á, nó lội trở về Anh đó. Các anh chị biết tại sao như vậy hả? Tại cái gốc của Mỹ là bên Anh, ok? Hồi xưa ông Columbus ổng discover cái châu Mỹ đó là ổng do bà nữ hoàng Anh gửi ổng đi, ok? Ổng gửi ổng đi thật sự ra không phải đi để khám phá châu Mỹ, mà gửi ông đi cho cái mình gọi là cái gì, vì vấn đề kinh doanh đó, đi kiếm những cái quốc gia để cái gì import hàng hóa đó của nước Anh đó, nghĩa là đi buôn bán đó. Giờ ông đi làm sao, ông tình cờ ông lọt qua châu Mỹ, ông khám phá ra cái châu Mỹ, rồi từ đó mới di dân qua bên Mỹ. Thành ra bây giờ mà nghe các anh chị nói tiếng Mỹ là tụi Mỹ nó nhảy xuống sông, nó lội trở về Anh. Nó lội trở về Anh cho rồi. Cười quá đi mất. Ok, so bị cái gì quên rồi. Bị thấp khớp, ok, bị thấp khớp.
bị thấp khớp, chết đuối. Chết đuối cũng lỗi tại tôi, lúc đó mình phải dỗ người nói lỗi, lỗi tại tôi. Ok nào, tiếp tục nè. Bị tức nói bị chết, chết đuối, bị thấp khớp. Ok, bị thấp khớp. Yeah, rheumatism, rheumatism, okay, rheumatism. Bị say sóng, say xe, say 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 sóng là đi tàu bị ói mửa, say xe là đi xe bị ói mửa, rồi say say không khí gì đó. Đâu phải. Travel sick, okay. Love sick là fall in love rồi bị người ta bỏ. Travel sick, okay. Travel sick. Bị yếu quá, yếu. No. Huyết áp thấp, okay. Huyết áp thấp. Mình nói travel sick mà nói chung chung đó, gơ si tình. Chị mắc cười quá à. Cao đó là high, còn thấp đó là low. High blood pressure là huyết áp cao, còn low blood pressure. Đó là chứng minh khi mà mình học từ rồi, phải không? Cái gì mình nói cũng được hết. Cái gì mình nói cũng được hết. Còn I think so too kìa. Quên cái chết bây giờ. Huyết áp thấp là hypertension, okay? Hypertension chứ không phải là low, low blood pressure. Chán cái gì chị quá đi mất. Okay, now next one nè. Bị viêm phổi, bị viêm phổi. Bị khùng. Không đâu biết đâu. Crazy. Bị viêm phổi. Viêm phổi. Yeah, pneumonia. 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 I'm sorry, pneumonia. Nhấn dần thứ hai, pneumonia. Bị bệnh sốt rét. Pneumonia là viêm phổi. Bị bệnh sốt rét. You misspell snow cloud. Yeah, malaria. Misspell luôn, girl si tình. Malaria. Bị tiểu đường. Tiểu đường rồi phải không? Bị tiểu đường. Yeah, diabetic. Bị sởi. Yeah, measles, right? Measles. Bị viêm, viêm mà nó có nước ở trong á, nó có nước ở trong á, có nước ở trong á. Đợi có biên pace hả? Các anh chị post xong rồi ngừng chút xíu cho chu chu ho gì đó, copy and paste nha. Ok, hay là PM cho người nào đó cho nó lẹ. Ok, bị viêm mà có nước đó. Yeah, blister inflammation. Ok, blister inflammation. Yeah, bị gì nữa quên rồi. Bị son mũi. Son mũi là gì nữa mình không biết. Bị son mũi là nghẹt mũi phải không? Bị son mũi. Yes, sinus. Sinus các anh chị gì sao son mũi hả? Bị son mũi. Sinus. Bị loét, lỡ loét á, bị loét. Bị loét viêm son hả? Bị loét. Yeah, ulcer. Ulcer.
bị bệnh lao, bị bệnh lao. Very good. Tuberculosis, right? Tuberculosis. I mean tuberculosis. Yeah, tuberculosis. Đó là bị bệnh lao. Dạ, cái bệnh này nè, thấy bên Việt Nam có nhiều nè. Tai biến mạch máu não. Tai biến mạch máu não. Viết tắt là CVA. Yeah. Cerebrovascular. Cerebrovascular accident, right? Cerebrovascular accident. Viết tắt là CVA. Bị thôi hết bệnh rồi. Bây giờ nói qua bác sĩ nha. Ok. Cerebrovascular. Nói qua bác sĩ. Bệnh sỏi thận hả? Sỏi thận không biết. Đó là những cái mà Tiểu My collect được á. Giờ đến 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 bác sĩ nha. Bác sĩ nói sao các anh chị? Bệnh sỏi thận. Trong thận có sỏi hả? Ờ cái đó gọi là gì quên à. Dạ bác sĩ là doctor. Còn chữ gì nữa? Còn chữ gì nữa? Bác sĩ thì y sĩ đó. Dạ physician. Phải không? Physician. Physician. Không phải pharmacist. Pharmacist là gì? Là cái gì tự nhiên quên. Pharmacist là yeah, pharmacist sis chứ không phải sis nha. Pharmacy là chỗ bán thuốc á. Còn pharmacist là dược sĩ. Ok, chứ không phải pharmacy. Pharmacist là dược sĩ, còn pharmacy là chỗ bán thuốc á. Đó là gì tự nhiên? Nhà thuốc tây á, khái như vậy. Ok, bác sĩ thẩm mỹ. Nói sao bác sĩ thẩm mỹ? Yeah, drugstore hay là pharmacy. Bác sĩ thẩm mỹ. No, đó là bác sĩ da. Bác sĩ thẩm mỹ nghĩa là ai xấu xấu lại bác sĩ làm cho đẹp á. Yeah, plastic surgeon, right? Plastic surgeon. Okay. Hay là còn gọi là cosmetic doctor đó. Okay, bác sĩ gì da? Bác sĩ gì da? Bác sĩ trị gì da ngứa đồ này kia đó. Yeah. You misspell. Thiếu chữ O nha. Okay. Dermatologist. Okay. Dermatologist. Bác sĩ da. Có chữ O nha. D-E-R M-A-T-O-L-O-G-I-S-T. Okay. Đó là bác sĩ da. Bác sĩ về mắt. Bác sĩ về mắt. Hello người đẹp nè là bác sĩ về mắt. You misspell luôn, Manda. Yeah, optometrist. Okay, optometrist là bác sĩ về mắt. Bác sĩ dị ứng. Optometrist chứ không phải optometrist. Ologist. Yeah, ologist. Bác sĩ tâm thần. Bác sĩ tâm thần.
Yeah, angry tiger thuộc bài dưỡng nha. Đấy. Không có S. Psychiatrist. Psychiatrist. Đấy, psychiatrist. Đó là bác sĩ tâm thần. Y tá, nha sĩ. Cái người mà phụ với nha sĩ đặng làm răng cho mình á. No, y tá, nha sĩ. No, nó có cái tên đặc biệt. Y tá là nurse. Yeah, oral hygienist. Okay. Oral hygienist hay là hygienist. Ở trong cái audio nó đọc là hygienist. Okay. Hygienist hay là hygienist hay là hygienist, đọc sao cũng được. Okay. Oral chứ không phải nurse, dentist. Oral hygienist. Ok, nha sĩ. Nha sĩ. Cái dentist nurse đó là cái cô nurse của ông nha sĩ, cái cô y tá của ông nha sĩ. Cái này cũng không hẳn là oral hygienist nữa nha. Oral là hygienist, không phải là nurse. Mà cái người đó phụ ông nha sĩ ở trong cái phòng chữa răng cho mình đó. Còn nurse nhiều khi cổ không có phụ với ông nha sĩ mà cổ làm việc ở ngoài. Ok. Dentist nurse là khác nữa. Oral hygienist. Ok, next one. Nha sĩ là dentist, right? Bác sĩ về tim. Bác sĩ về tim. Yeah, cardiologist, right? Cardiologist là bác sĩ về tim. Bác sĩ về phụ nữ. Yeah, gynecologist, phải không? Gynecologist. Bác sĩ gì nữa ta? Bác sĩ cấp cứu. Bác sĩ cấp cứu. Yeah, emergency doctors, right? Emergency doctor. Bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y. Yeah, veterinarian, right? Veterinarian là bác sĩ thú y. Bác sĩ x-ray. Veterinarian. Bác sĩ x-ray. Bác sĩ chuyên môn về x-ray đó. Yeah, radiologist, right? Radiologist. Bác sĩ thiếu nhi. Bác sĩ con nít. Bác sĩ con nít. Yeah, pediatrician, right? Pediatrician. Ok, bác sĩ yeah, bác sĩ con nít. Bác sĩ thiếu nhi á. Mình nói là bác sĩ thiếu nhi. Sorry. Bác sĩ hồ hoài. Chán. Bác sĩ về nước tiểu. Bác sĩ nước tiểu. Yeah, urine, urine là nước tiểu. Còn về bác sĩ thì urologist. Okay. Urologist. Là cuối cùng là bác sĩ tai mắt mũi họng. Bác sĩ tai mắt mũi họng. Yeah.
Mình đọc là ENT specialist hay là ENT specialist cũng được. Okay. Họ đọc là ENT specialist. Có nghĩa là ear, nose and throat. Okay. E stand for ear and nose and T là throat. Đọc là ENT specialist hay là ENT specialist cũng được. Okay, rồi, that's it. Bây giờ I'm going to play the audio and you're going to listen to it and tell me if you understand or not. Nếu mà hiểu á, giờ tụi mình mở cái audio ra cho các anh chị, okay? Nếu mà hiểu đó, if you understand it, okay, bring the one. If you don't, bring the zero. Okay? And if you do part of it, to bring the five. Okay? Có nghĩa là nếu mình hiểu hoàn toàn đó, thì mình đánh số 1. Không hiểu á, thì đánh số 0. Hay là hiểu hay là còn nghi ngờ không có chắc chắn lắm đó thì đánh số 5. Okay. Cái này không có trivia. Cái này là của Tiểu My chứ không có trivia đâu hết trơn á. Cái này là của Tiểu My thâu á. Đánh từng chữ rồi cho tụi nó đọc rồi thâu lại. Okay. Rồi bắt đầu nha. You ready? Nhớ nha, chỉ đánh số thôi, không được đánh chữ. Một hồi mình có cái phần writing thì mình sẽ viết viết chữ ra, ok? Rồi. Ready? Yes, set. Go. Crash. 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 Fever. 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 Không có được viết chữ Insect ra. Insect bite. Không được viết chữ. Insect bite. Insect bite. Chill. 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 Black eye. Black eye. Black eye. Headache. Headache. Stomachache. 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 Backache. 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 Toothache. 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 High blood pressure. High blood pressure. High blood pressure. Cold. 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 Sore throat. Sore throat. Sore throat. Sprain. 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 Infection. 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 Broken bone. Broken bone. Broken bone. Cut. 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 Bruise. 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 Burn. 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 Swelling, swelling, swelling. Cough, cough, cough. Dizzy, dizzy, dizzy. Vomit,
Vomit. Vomit. Throw up. Throw up. Throw up. Faint. 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 Unconscious. 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 Injury. 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 Bloodshot. 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 Nausea. 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 Diarrhea. 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 Asthmatic. 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 Diabetic. 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 Epileptic. 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 Running nose. Running nose. Running nose. Cancer. 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 Flu. 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 Constipation. 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 Trachoma. 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 Malaria. Malaria. Pneumonia. 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 Blister inflammation. Blister inflammation. Blister inflammation. Abscess. 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 Appendicitis. 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 Insomnia. 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 Rheumatism. 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 Sinus. 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 Ulcer. 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 Mumps. 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 Chicken pox. Chicken pox. Chicken pox. Tuberculosis. 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 Cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident. Typhoid. 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 Hemorrhoid. 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 Hypotension. 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 Dental caries. Dental caries. Dental caries. Travel sickness. Travel sickness. Travel sickness. Physician. 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 Doctor. 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 Oral hygienist. Oral hygienist. Oral hygienist. Dentist. 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 Attendant. 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 Allergist. 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 Nurse. 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 Cardiologist. 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 Dermatologist. 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 Gynecologist. 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 Plastic surgeon.
Plastic surgeon. Plastic surgeon. Psychiatrist. 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 Optometrist. 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 Emergency doctors. Emergency doctors. Emergency doctors. Veterinarian. 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 Pediatrician. 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 Urologist. 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 Radiologist. 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 And specialist. And specialist. And specialist. The end. The end. The end. Okay, that's it. Ok, các anh chị nghe được mà các anh chị phải hiểu nữa, ok? Ví dụ như she nói là dermatologist. Các anh chị nghe được chữ dermatologist. Nhưng mà các anh chị không hiểu đó là bác sĩ gì. Thì phải đánh số 5, please. Nãy giờ chị My không thấy số 5. Ok. Có không? Thì mình thấy ít số 5. Các anh chị nghe được. Nghe được thí dụ như and specialist. And specialist. Các anh chị nghe được nhưng mà các anh chị không biết là đó là bác sĩ gì. Thì phải đánh số 5, please. Ok. Giá nhiều khi mình nghe được nhưng mà mình không hiểu, mình không nhớ, mình không thuộc đó là bác sĩ gì. Ok. Ý của Timmy nói số 5 là như vậy đó. Nếu mà vừa nghe vừa hiểu luôn á thì đánh số 1. Mà nghe mà không hiểu luôn á thì đánh số 0. Mà nghe mà không biết là không nhớ là bệnh gì thì đánh số 5. Ok. Đồng ý không nào? Phải. Thì tên chữ mi đó. Tên chữ mi đó. That's my real name. Ok. Bây giờ nghe một lần nữa nha. Ok. Chịu không? Nghe một lần nữa chịu không? Bây giờ trước khi mình nghe một lần nữa, I give you 2 minutes to look over again, to look over, just one more time. Look over on your test, okay? Giờ các anh chị nhìn lại cái bài đi, cho các anh chị 2 phút. Nhìn lại hết coi cái bệnh gì mà mình không biết. Hay là bác sĩ nào mình không biết, rồi mình học thuộc lòng, okay? Cho các anh chị 2 phút đi. Tài liệu phát ra rồi mà, bài phát ra rồi mà. Ok, cho các anh chị 2 phút nhìn lại cái bài đi. Ok, rồi. Rồi, hy vọng lần này đó. Lần này đó, các anh chị sẽ làm được perfect. Dạ, yeah, ai không có bài PM cho Minh Ngoan đi. Hay là PM cho Tiểu Minh, Tiểu Minh gửi cho. Nha, yeah. I give you 2 minutes, okay, to look over your text. Okay, let's see. Từ từ nha. Để mở cái bài ra cái đó. Where is it? Gửi cho Snow là ở trước nè. Ok, then blue cup of cheese. Rồi. Ai không có bài nữa PM cho Tiểu Minh nha. Yeah. Để con chuột mà sai sổ, sai chỗ là nó cự vậy đó. Không có chi, you are very welcome.
Còn một phút nữa thôi đó. Cái bài này đó đã học 2 tuần rồi. Cho các anh chị về nhà học học thuộc lòng 2 tuần rồi. Hôm nay mình sẽ nghe. Làm sao để PM hả? Tội nghiệp quá vậy. Không có chi. Ok, để chị mi PM cho Zulaha hả? Zulaha. Ok, Zulaha. Where are you? Let me see. Short room list. You on the last. Oh, vui dữ hả? Trời. Vui dữ hả? Ok, gửi cho vui dữ hả? Đó, gửi rồi đó. Anna cần hả? Anna, you need the text too? Anna cần bài hả? Các anh chị nào cần bài PM cho Kimmy đi. Anna có cần bài không? Kimmy gửi. Ok. Anna nè. Ok Anna, could you open the PM message please with PM window please. Mở cửa đi. Quỳnh Tuấn chưa có hả? Dear boy. Rồi 30 I mean 30. Where are you? You are raising your hand. Okay. Din An Bin, huh? Din An Bin. Rồi, xong rồi. Cái bài này mình học về các thứ bệnh nè, với lại các bác sĩ nè. Nếu mà các anh chị ở nước ngoài đó, khi mà mình có bệnh đó, mình không biết kiếm bác sĩ nào, thì mình phải biết mình bệnh gì rồi mình dở điện, mình vô net, mình Google nó cũng được, hay là mình dở cái cuốn điện thoại niêm dán rồi đó, telephone dictionary, I mean không phải dictionary mà gọi là gì đó, cái cuốn điện thoại niêm dán gọi gì quên rồi ta, lúc này nó không có gửi lại nhà nữa, lúc này nó không có gửi cuốn điện thoại niêm dán lại nhà nữa, gửi không ai xài hết trơn á, giờ ta vô Google hết trơn rồi, Yellow Page cũng được mà nó còn gọi là gì? Tự nhiên quên rồi. Yeah, directory. That's right. Trong cái direct telephone directory đó nó có yellow page and white page luôn. Yellow page là cho business. Okay, còn white page là cho resident. White page là thường thường là địa chỉ số điện thoại của tư gia đó. Còn yellow page là địa chỉ số điện thoại của business. Ok. Rồi chưa? Hết 2 phút rồi. Hết 2 phút rồi. Bây giờ trở lại nữa nha. Ok, we play over again. I mean we play the audio over again. Over. One more time, okay? Các anh chị có cần kiểu mi pause nó không? Một cái bệnh đó, nó đọc đến 3 lần lận, tụi mình nghĩ là các anh chị làm kịp, phải không? Chứ pause nó mất giờ quá đi, ok? Pause nó mất giờ quá đi. Không phải giáo viên gì hết trơn á.
Không cần phải không? Yeah, tell me, cho nó play three times at the time lận mà. Right? Nhớ nha, một lần nữa. Cái nào mà mình nghe nghe mà không hiểu đó thì đánh số 0. Còn nghe và hiểu luôn thì đánh số 1. Nghe được mà mình không nhớ nó là bệnh gì hay là không nhớ đó là bác sĩ gì thì mình đánh số 5. Ok. Ok, hiểu chưa nào? Làm vậy nha. Ready? Okay, now let's start. Không có start nha, không có pause nha. Ready, let's set, go. Crash. 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 Fever. Fever. Không được viết chữ ra, please. Không được viết chữ ra. Insect bite. Insect bite. Insect bite. Chill. 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 Black eye. Black eye. Black eye. Black eye. Bọng mắt. Headache. 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 Stomachache. 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 Stomach ache. Đau bụng. Backache. Đau bụng. Backache. Backache. Toothache. 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 Very good. High blood pressure. High blood pressure. High blood pressure. Cold. 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 Sore throat. Sore throat. Sore throat. Số 1 là nghe Sprain. Và nghe và hiểu. Sprain. Số 0 là không hiểu. Sprain. Infection. 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 Nghe và không hiểu. Broken bone. Nghe được mà không broken hiểu. Đánh bone. Đánh số 5. Broken bone. Cut. 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 Bruise. 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 Burn. 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 Swelling. 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 Cough. 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 Dizzy. 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 Vomit. 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 Throw up. Throw up. Throw up. No more. Faint. 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 Muốn xỉu. Unconscious. 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 Ngất xỉu. Injury. 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 Bị thương. Bloodshot. 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 Đỏ mắt. Nausea. 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 Buồn nôn. Diarrhea. 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 Tiêu chảy. Asthmatic. 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 Xuyển. Diabetic. 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 Epileptic. Tiểu đường. Epileptic. Epileptic. Động kinh. Running nose. Running nose. Running nose. Chảy nước mũi. Cancer. Cancer. Cancer.
Flu. 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 Cảm cúm. Constipation. 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 Táo bón. Trachoma. 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 Đau mắt hổ. Malaria. Malaria. Bệnh sốt rét. Pneumonia. 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 Viêm phổi. Blister inflammation. Blister inflammation. Blister inflammation. Bị viêm có nước. Abscess. Abscess. Rổ. Abscess. Rổ. Appendicitis. 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 Ruột thừa. Insomnia. 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 Mất ngủ. Rheumatism. 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 Thắp khớp. Sinus. Sinus. Viêm sôi. Sinus. Ulcer. 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 Luet. Mumps. 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 Quai bị. Hạch quai chicken bị. Pox. Chicken pox. Cháy chicken rạ. Pox. Cháy rạ. Tuberculosis. 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 Bệnh lao. Cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident. Tai biến mạch máu não. Typhoid. 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 Thương hàn. Hemorrhoid. 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 Hypotension. Mình chỉ. Hypotension. Hypotension. Huyết áp thấp. Dental caries. Dental caries. Dental caries. Travel sickness. Sâu răng. Travel sickness. Travel sickness. Say sống, say physician. 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 Bác sĩ. Doctor. 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 Bác sĩ. Oral hygienist. Oral hygienist. Oral hygienist. Y tá nhà sĩ. Dentist. 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 Attendant. 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 Nhân viên bệnh viện. Allergist. 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 Bác sĩ dị ứng. Nurse. 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 Y tá. Cardiologist. 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 Bác sĩ tim. Dermatologist. 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 Bác sĩ da. Gynecologist. 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 Bác sĩ phụ nữ. Plastic surgeon. Plastic surgeon. Plastic surgeon. Bác sĩ psychiatrist. Bác sĩ thẩm mỹ. Psychiatrist. Psychiatrist. Bác sĩ tâm thần. Optometrist. Optometrist. Bác sĩ mắt. Optometrist. Emergency doctors. Emergency doctors. Bác sĩ cấp cứu. Emergency doctors. Bác sĩ cấp cứu. Veterinarian. 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 Bác sĩ thú y. Pediatrician. 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 Bác sĩ thiếu nhi. Urologist. 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 Bác sĩ nước tiểu. Radiologist. 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 Bác sĩ X-ray. And specialist. And specialist. Bác sĩ tai mắt mũi họng. And specialist. Tai mũi họng chứ không có mắt. The end. The end. The end. Okay, and that's it. How was this?
Anh chị thấy thế nào, có vừa lòng không? Are you satisfied? What are you doing? Anh chị cảm thấy thế nào? So far so good or so far so bad? Té nguyên con khỏi bao bao thoát luôn. Ok, tiếng Mỹ cũng còn thấy số 0 với số 5 á. Ok. Là satisfied. F-I-E-D. Yeah, tại tôi thì mới vừa vô room bữa nay phải không? This is the first time you're in this room. Right? Hôm sau nữa hả? Còn muốn delay nữa hả? Trời ơi, nghe chưa được sao viết được ta? Một cái bài học mình phải đọc được 5 phần. Ok, you have to go to 5 things. The first thing là mình phải biết đọc. Ok, mình có cái phần tập đọc. Một cái bài học mình phải qua 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là phải tập đọc. Mình phải biết đọc cái chữ đó. Đọc và hiểu. Đọc thì phải hiểu. Ok, bất cứ mình đọc một chữ, một câu gì mình phải hiểu mới được. Đó là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là mình phải nghe được. Đó là listening mình đang làm. Đó là giai đoạn thứ hai. Ok. Mình đọc một chữ mình phải đọc được, mình phải nghe được cái chữ đó, mình hiểu được cái chữ đó. Và giai đoạn thứ ba là mình phải viết xuống được cái chữ đó luôn. Ok. Viết xuống được cái chữ đó. Đó là giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ tư là gì ta? Giai đoạn thứ tư là mình nghe lại một lần nữa và mình phải lặp lại y chang như vậy. Ví dụ như là she nói là rush thì mình phải biết lặp lại rush without looking at anything, hay là without thinking. Nghĩa là cô ta nói là mình phải lặp lại liền tại chỗ, không được nhìn vô bài mà cũng không được suy nghĩ. Đó là giai đoạn thứ tư. Right? Và giai đoạn thứ năm là speaking. Là nói chuyện. Mình phải biết nói về cái đề tài đó. Hôm nay mình học về cái đề tài bệnh tật và đi bác sĩ, đi nhà thương, đi bác sĩ là khá như vậy á. Thì giai đoạn thứ năm là mình phải biết khi mình vô gặp bác sĩ mình nói sao, bác sĩ ông nói gì và mình phải trả lời làm sao. Đó là giai đoạn thứ năm. Ok. Bất cứ một đề tài nào mình phải đọc được năm cái phần đó. Right. Rồi bây giờ các anh chị có tự tin mình qua cái giai đoạn thứ ba là writing chưa? Giờ qua cái phần viết. Chắc không có làm nổi quá. Nghi ngờ quá đi mất. Hả? You want to try your best? Who knows? I know. Who knows? I know. I know you don't make it. You won't make it. I know for sure. Nghe còn chưa được, sao viết được? Okay. I let you try your best then. Giờ thử nha. Okay. What's the best, huh? The best, huh? Giờ thử nha. Coi các anh chị làm thế nào. Okay. Nếu fail thì mình sẽ stop right here. We carry up for tomorrow then. Giờ thử nha. Coi các anh chị viết đến thế nào. Không được nhìn vô bài. Okay, you should not look at your text. And không được copy and paste. Không được copy. Không được liếc qua liếc lại. Không được send the PM. Okay, send PM messenger. Đồng ý không nào? Okay. Ai coi bài của tôi muốn chết.
liếc qua liếc lại coi chừng gió độc nó thổi là là hai con mắt giận nhau ráng chịu. Ok rồi, bắt đầu nè, bắt đầu nha. Cô, cái the speaker cô ta sẽ read three times. Cái phần viết thì tụi mình sẽ pause lại cho các anh chị có đủ giờ nha. I give you enough time to bring out your answer then. Ready? Get set? Go. Crash. Bị ngứa. Các anh chị có thể viết viết à, có thể print nhiều lần nha, có thể viết ra nhiều lần không sao hết trơn, đặng cho mình quen cái chữ đó luôn, không cần phải viết một lần. Thế okay. Viết ra nhiều lần luôn. Yeah, rush. Next one. Rush. Rush. Fever. 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 Fever là sốt. Tiếp tục. Insect bite. Insect bite. Insect bite. Chill. Sorry. Insect bite. Insect bite là bị côn trùng cắn, bị con gì nó cắn á. Ấy cơ, insect bite, tôi bị con gì nó mới cắn tôi đó, là khá như vậy. Dạ, côn trùng cắn. Chill. 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 Chill là bị ớn lạnh á, mình cảm thấy ớn ớn lạnh lạnh á. Bị ớn lạnh, em chill. Okay. Nó chill. Chill là chill chứ không phải chill. Chill. Yeah, chill là ớn lạnh. Like I. Like I. Like I. Black chứ không phải là bác. Okay, black chứ không phải là blood. Black, 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 black. Là bị bầm á. Thường bầm. Bầm mắt, mắt mình nó đen thù lùi. Yeah, Miss Bell. Black eye. Miss Spring chứ. Miss Bell có nghĩa là mình không biết chữ đó viết sao, mình viết sai. Còn Miss Spring đó là mình biết chữ đó, nhưng mà tại vì mình đánh lộn chữ, thế đó gọi là Miss Spring. Yeah, black eye là bầm mắt. Okay, next one. Typo hả? Yeah, nó có nhiều nghĩa mà. Headache. 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 Headache là nhức đầu. Stomachache. Stomachache. Đau bụng.
Stomach ache. Các anh chị có thể print ra nhiều lần nha, có thể viết ra nhiều lần, không sao hết trơn, cho mình nhớ cái chữ đó luôn. Okay. Backache. 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 Toothache. Sorry. Toothache. Sorry. Backache trước, đau lưng trước. Backache. Rồi kế tới toothache. Toothache là đau răng. Okay, next one. Toothache. High blood pressure. High blood pressure. High blood pressure. Cold. Sorry. High blood pressure. Come out. Cold. Cold. Cảm lạnh. Cold. Lạnh. Sore throat. Sore throat. Sore throat. Sprain. Sorry. Sore throat là đau cổ. Đau cổ. Dạ, đau cổ họng đó, đau cổ họng. Sprain. 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 Sprain là cái gì bên đây? Bông gân phải không? Bông gân á. Dạ, bông gân, đúng là bông gân. Cái anh chị đánh ra rồi có thể viết tiếng Việt luôn, dịch ra tiếng Việt luôn cho nhớ luôn cũng được, giống như là Trang làm vậy đó. Ok, viết ra tiếng Việt luôn cho mình nhớ luôn. Sprain là bông gân. Yeah, next one. Infection. 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 Infection là nhiễm trùng hay là làm độc, phải không? Làm độc hay là nhiễm trùng. Actually nó là làm độc đó, hơn là nhiễm trùng, làm độc đó. Okay, next one. Broken bone. Broken bone. Broken bone. Broken bone. Broken bone. Yeah, là gãy xương. Anh chị viết tiếng Việt ra luôn cho mình nhớ luôn. Okay. Gãy xương. Bone, chứ không phải là once. Bone. Gãy một cái xương thôi. Right, next one. Cut. 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 Các anh chị để ý cái cô này cổ phát âm cái ending sao cái âm cuối rất là rõ. Thành ra khi mà mình đọc một chữ, các anh chị tập phát âm cái âm cuối ra. Okay. Tập cho nó quen luôn. Đến chừng mình nói trong một câu mình cũng khó mà mình nuốt nuốt cái âm. Dạ, cut là đứt tai, đứt bị nhỏ thôi chứ không phải là đứt giống như bruise.
là bị bầm phải không? Dạ, bị bầm á, bị thâm tím á, không phải flu nha, mà là bruise, cái bị bầm á, bị bầm tím á, bị bầm á. Bruise, không có ED, bruise. Cái này nói về bệnh, ok, chứ không phải là nói về mình đang bị, nói về cái bệnh, bệnh hay là bruise, chứ không phải flu. Một hồi cô nói chữ flu rất là rõ, cô phì ra flu á, con này cô nói là bruise. Ok, ok, next one. Burn, burn, burn. Thường thường đọc từng chữ, every single one đó, đọc rõ như vậy đó, cô lần đi học không có nặng đâu, nên đọc rõ như vậy á. Khi nào nói trong một câu thì mình nói nhẹ nhàng hơn. Burn, các anh chị nhớ viết tiếng Việt ra luôn nha, please. Bị phỏng hay là bị bỏng á, phỏng. Swelling, swelling, swelling. Swelling, swelling. Là swelling, là bị sưng, không phải bị phồng mà bị, phải không? Sưng là phồng luôn hả? Bị sưng lên đó. Sưng là phồng luôn hả? Hả? Ok, mình đang tập nghe về những cái bệnh đó. Listening to the alignment and injury. Mình đang trong cái phần writing, phải viết xuống, mình nghe chữ nào mình phải viết xuống chữ đó. You have to write everything the speaker say. Cough, cough, nhớ viết tiếng cough. Việt ra luôn, Việt luôn. Cough chứ không phải là coach. Okay, cough. Mình đang nói về bệnh nha. Cough. Cough là ho. Right, ho. Các anh chị có thể viết nhiều lần ra nha. You can bring it as many as you can. Okay. Dizzy, 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 dizzy là chóng mặt, phải không? Chóng mặt. Yeah. Nhớ viết tiếng Việt ra luôn cho các anh chị nhớ luôn. Okay, please. Dizzy. Yeah, chóng mặt. Vomit, vomit, vomit. Vomit, right? Vomit. Cô nói là vomit. Cô nói là vomit. Mệt. Nó là vomit. Yeah, vomit là nôn mửa. Ối tùm lum. Nôn mửa hay là throw up, right? Mình còn gọi là throw up nữa. Châu là liệng, up là liệng lên. Cái gì mà nó lên lên trên khỏi cái miệng mình là nôn mửa. Yeah, throw up. Okay, next. Next one. Throw up, throw up, throw up. Faint. Faint, faint là chưa có xỉu nha, chỉ muốn xỉu thôi. Chưa có xỉu, chỉ muốn xỉu thôi. Okay. Mình muốn xỉu mặt mày tái xanh lên, muốn xỉu mà không ngồi xuống là xỉu đó, gọi là faint. Okay, muốn xỉu thôi. Faint, faint. Yeah, faint, muốn xỉu thôi. Nó không phải muốn, nhưng mà mình gần xỉu rồi đó, mình gần muốn xỉu rồi đó. Okay, faint.
gần muốn xỉu rồi đó. Sắp xỉu, và mình phải nói là sắp xỉu hơn là muốn xỉu, sắp xỉu rồi đó. Chút xíu nữa là xỉu rồi. Chút xíu nữa thôi. Tiếp tục. Unconscious, unconscious, unconscious. 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 Bây giờ mới là xỉu thiệt sự. Bây giờ là bất tỉnh luôn, không còn biết trời đất. Unconscious. Cô nói là unconscious. Cô nhấn hai, stress hai cái âm đầu. Unconscious. Muốn là xỉu tại chỗ luôn. Unconscious. Các anh chị không biết viết chữ này hả? Thì copy and paste đi. Có còn hơn không. Anh chị không biết cứ copy and paste nha. Anh cho mình biết luôn, ok? Vậy biết nhiều lần cho nó nhớ, please. Là bất tỉnh luôn, bất tỉnh tại chỗ luôn. Ok, next one. Ráng viết ra nhiều lần đi các anh chị, cho nó nhớ luôn. Injury, injury, injury. Injury. Yeah, cái cô này cô đọc hơi nặng đó. Injury, cô đọc cái injury, injury. Thực sự nó là injury, ok, đọc nghĩa là injury, injury. Ok, next one. Injury là gì? Các anh chị phải viết tiếng Việt ra, please, cho nhớ luôn. Và là bị thương, ok, bị thương. Ok, next one. Bị ai thương? Bloodshot, bloodshot, bloodshot. Bloodshot. I think we separate. Okay, viết riêng ra. Phải không? Viết riêng ra. Hay là viết dính lại? Let me check. Oh, viết dính lại hả? Yeah, don't separate. Viết dính lại hoặc là có cái gạch chính giữa. Yeah, dính lại. No space between. Yeah, đau mắt đỏ. Mắt đỏ là đỏ mắt, đau mắt đỏ. Ok, next one. Nausea, nausea, nausea. Nausea. Câu đọc là nausea, nausea. Actually nó là nausea, okay? Nausea, that's what she say. Nausea. Là gì? Là gì các anh chị phải viết ra please. Nausea là chưa có nôn mửa, chỉ buồn nôn thôi. Là muốn nôn mửa, buồn nôn thôi, dạ buồn nôn thôi, okay? Chưa có throw up. Nausea. Nausea. Cô đọc gì đó? Nausea. Ok, next one. Diarrhea. 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 Ất. Chữ R. Phải có hai chữ R nha. Chữ R. Snow Star đúng. Angry Tiger đúng. No Slow đúng. Thu Thảo đúng. Red Paper đúng. Diarrhea. Có hai cách viết hả? Cô lần đi học viết như vậy cũng đúng hả? Cấp tính là gì? Tiêu chảy cấp tính là gì? Không hiểu. Tiêu chảy cấp tính là gì? Không phải có hai cách viết là gì, không hiểu. Ok, diarrhea là tiêu chảy. Diarrhea hả? Không chữa để bị chết. Oh. That's really? Asthmatic. 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 Asthmatic.
Asthmatic. Asthmatic là, là xuyển. Xuyển chữ S thì phải không? Đâu phải chữ X phải không? Chữ S, right? Vì xuyển chữ chữ S, okay? Yeah, asthmatic. Xuyển. Okay, next one. Diabetic, diabetic, diabetic. Yeah, bị tiểu đường. Diabetic. Epileptic, epileptic. Epileptic.
Okay, sorry, Kanchi. I have to open the door for the UBS to get something from I'm a John. Anh mở cửa cho cái ông gọi là gì? Ông UBS đó. UBS là gì các anh chị? UPS. Yeah, UBS. You know this post service, right? Post office service. Okay, now we go on, okay? Chị không phát đồ, cô không nhắm thì là I don't know, là làm cái họ đưa đồ, họ delivery something we order to our house. Running nose, running nose. Yeah, UPS. Running nose là và chảy nước mũi. Yeah. Ví dụ mình order đồ trong net đó, mình order trong Amazon hay là order trong eBay đồ này kia đó. Mình mua đồ trong net đó rồi họ chuyển tới nhà cho mình qua cái UPS hay qua cái post office cũng được. Okay, next one. Running nose. Cancer. 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 Running no, không phải chảy nước mắt là running eyes. Cancer là ung thư. Chảy nước mắt gọi là gì các anh chị? Chảy nước mắt gọi là gì? Eye dropping, right? Eye dropping. Hay là tear dropping hả? Tear dropping chứ? Tear dropping. Eye dropping hả? Tear dropping hả? Tear dropping, right? Okay, cancer là ung thư. Okay, next one. Flu. 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 Constipation. Chị thấy cô nói chữ flu rất là rõ phải không? Flu, 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 flu. Hồi nãy là bruise. Ok, con này là flu. Flu. Flu là cảm cúm. Cảm cúm. Từ từ, từ từ rớt hết trơn rồi. Next one. Constipation. Constipation. Yeah, constipation. Constipation. Actually, thường thường mình nhấn cái dần mà trước cái chữ shen các anh chị. Constipation. Cô nói là constipation. Yeah, cô nhấn cái dần T nó hơi sai đó. Constipation. 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 Okay, next one. Táo bón. Trachoma, trachoma, trachoma. Rồi bắt đầu khó khó rồi.
Anh chị bí rồi, anh chị bắt đầu bí rồi. Chocomo, chocomo, cô nói chắc chắc chocomo, cô này hình như cô nhấn âm hơi sai thì phải. Chocomo, cô đọc đọc là chocomo, chocomo, chocomo. Để hồi một hồi mình check lại. Chocomo là đau mắt hổ. Phải từ từ bí rồi, hết biết rồi. Next one. Malaria, malaria. Bloodshot là tiếng này không có biết à, phân biệt được. Bloodshot là con mắt đỏ. Còn đau mắt hột là I don't know. Yeah, malaria. Malaria là bệnh sốt rét. Malaria. Ok rồi, từ từ bí hết trơn rồi. Next Pneumonia, pneumonia, pneumonia. one. Today is Wednesday, right? Wednesday. Yeah, pneumonia. 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 Bị viêm phổi. Very good. Không biết có copy and paste không nữa. Nhưng mà không sao, không biết thì mình cứ copy and paste cũng được. Okay. I'm going to give you another chance, okay? To rewriting this tomorrow then. Cho các anh chị một ngày nữa, ok? Một cơ hội nữa. Viết lại cái bài này ngày mai, chịu không? Hả? Chịu không? Ok, good. Ok, next one. Blister inflammation. Blister inflammation. Blister inflammation. Blister inflammation. Blister inflammation có nghĩa là điểm gì vậy nè? Inflammation là bộc phát, là cháy ra đó. Là có nghĩa là bị bệnh viêm mà có nước, có cái bọt nước á. Đó. Đó, không phải động kinh. Phải không? Để cho mình check lại coi. Dạ, giống như bị dọp vậy đó, bị viêm á. Dạ, bị viêm á, chứ không phải động kinh. Dạ, đúng rồi, trong bài nè. Listen, information, viêm á. Dạ, bị viêm á. Bị dọp đó, bị dọp đó. Có nước á. Không know, khá gì đi. Okay, next one. Abscess. 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 Abscess là bị rỗ. Bị rỗ. Thường thường cái chicken box á, mà chữa không hết thì mà chữa mà không không đúng cách thì chữa không hết, nó thành rỗ đó các anh chị. Khi mà nó hết rồi đó, nó hết những cái mục đó, nó sẽ thành rỗ. Bên Việt Nam hồi xưa phải không, ưa bị rỗ. Chị My có cái bà vú lúc chị My còn nhỏ, bà giữ chị My á, cái mặt bà rỗ không à, mới sợ thôi á, bị rỗ. Okay, next one. Yeah, mặt bị rỗ. Người ta gọi là té thùng đinh. Ta gọi là té thùng đinh đó. I don't know.
No, té thùng đinh chứ không phải té thần linh. Té thùng đinh. Té vô thùng đinh á. Okay. Okay, next one nào. Next one. Appendicitis. 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 Appendicitis là bệnh, để coi mình nhớ cái bệnh gì nha. Mình phải biết bệnh gì chiều nay mình đi bác sĩ. Bị viêm ruột hả? Ruột thừa đó phải không? Yeah, appendicitis là bệnh bệnh ruột thừa, ruột dư gì đó. Ruột dư, ruột thừa gì đó. Thừa cũng là dư, dư cũng là thừa. Yeah, appendicitis. Ok, next one. Các anh chị ráng đi. Không biết cứ nhìn. Insomnia. 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 Cái câu này cô đọc hơi khó nghe thì phải. N mà cô đọc là N. Bởi vì tụi mi cũng nghe không được. Insomnia. Insomnia. Yeah, insomnia là bệnh mất ngủ, đúng rồi. Insomnia. Không phải khó mà tại chưa học bài. South Ocean chưa học bài, phải không? South Ocean chưa học bài này, phải không? Bài này 2 tuần rồi đó. Ok, next one. Rheumatism. 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 New baby, huh? New bee, huh? Rheumatism. Rheumatism. Tism chứ không phải rheumatism. Cô đọc là rheumatism. Rheumatism là bệnh gì ta? Bệnh bệnh đau xương thấp khớp phải không? Thấp khớp á. Dạ, bệnh thấp khớp á. Rheumatism. Cô đọc là rheumatism. Cô đọc chữ T thành chữ D á. Rheumatism. Rheumatism là bệnh thấp khớp. Ok, next one. Tetanus. Sinus. Sinus. Bệnh xoang mũi. Viêm mũi. Viêm ban hả? Bệnh xoang, xoang chứ không phải xong, xoang, xoang. Sinus, không phải không phải serious, serious, sinus. Ulcer, ulcer, ulcer. Ulcer. Yeah, ulcer là loét, bị lở loét. Loét. Ulcer. Mumps. 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 Mà cô đọc là mop. Mump. Yeah, mumps. 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 Bị quai bị. Dạ, quai bị. Chicken pox. Chicken pox. Chicken pox. Dạ, chicken pox. Trái rạ là thủy đậu hả? Trái rạ. Okay, next one.
từ từ rớt hết trơn rồi. I don't know. Chúng mình không biết nhân mai là gì. Chicken pox là bệnh 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 trái rạ đó. Tuberculosis. 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 I mean tuberculosis. Yeah, bệnh ho lao. Tuberculosis. Bệnh ho lao. Bệnh lao. Hello, chị Trang. Oh, nó reset lại for Monday hả? Ok, Monday thì next Monday. Ok, thì được, cũng được. Mấy giờ chị? Ok, Monday thì được. Monday đến 7 giờ mình mới dạy. Anh em Monday được. Ok chị. Chưa, chưa. Dạ chưa. Ok chị nha. Không, gọi một đứa rồi, còn cái đứa mà thứ hai đó thì chưa. Tại vì cái đứa, chị nói là 3 giờ là 3 rưỡi con 3 rưỡi phải có mặt rồi. Chị thấy không? Thành ra gọi cancel rồi. Còn cái đứa mà 4 rưỡi thì chưa. It's ok chị, vậy thứ hai ha. Ok. Ok chị gặp chị thứ hai. Ok, next one. Cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident. Yeah, cái này. Cerebrovascular accident. Very good, Angry Tiger. Bệnh tai biến mạch máu não á. Mình nghe muốn. Dĩ nhiên rồi. Xỉu là còn mai đó. Cái bệnh này đó là chết luôn á. Bị coma luôn á. Cerebrovascular cerebrovascular accident. Vascular accident. Cerebral, một cái chữ dài đó, cái multisyllable đó, nghĩa là một cái chữ mà có nhiều âm đó. Các anh chị đừng có sợ, các anh chị phải cắt nó ra. Ok. Rồi các anh chị đọc từ từ. Cerebral. Rồi stop. Vascular. Ok, mình đọc chậm như vậy. Cerebral. Vascular. Đâu có ai bắt mình không không được ngừng đâu. Phải không? Mình đọc như vậy đó. Cerebral. Vascular. Rồi accident. Ok. Cerebral. Vascular. Accident. Mình đọc chậm chậm rồi từ từ mình đọc nhanh chút xíu. Cerebral vascular accident. Right? Okay, next one. Cerebral pro thành L hả là gì? Không hiểu. Cerebral vascular killer. Right, vascular. Cerebral. Okay, next one. Typhoid. 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 Typhoid là bệnh gì? Thương hàn, phải không? Yeah, thương hàn. Đâu có đọc là cerebroid đâu. Cerebroid. I mean cerebral. Vascular. Cerebral vascular. Typhoid, thương hàn. That's right. Okay, next one.
Hemorrhoid. 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 When I tell me that today is Wednesday. Wednesday mình dạy đó. Ô, dạy nhà thờ. Mình dạy nhiều quá riết rồi không nhớ dạy gì nữa. Bị tẩu quả luôn. Hemorrhoid. Da là bệnh trĩ. Bệnh trĩ. Okay, next one now. Next one. Hello, hello, you calling, yeah? He said that he spent 3 hours to learn this. That ran and ran. That's what he said. Yeah, he did. He did. I believe it. Okay, now next one. Hypotension. 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 Cái cô này cổ không có nhấn cái dần mà cái dần kế bên cái dần sần nha. Cổ nhấn cái dần thứ hai. Hyper, cổ đọc là hypertension. Hypertension. Actually hypertension. Phải không chị? Hypertension cổ nói là hypertension. Yeah, cổ đọc như vậy á. Đúng không? Phải nhấn cái dần hypertension, right? Nhấn dần thứ ba đúng rồi. Mà cổ nhấn dần thứ hai. Okay. Thành ra nhiều khi mà các anh chị mà nhấn dần sai làm cho người ta cũng không hiểu là chữ đó nghĩa là gì. Okay. Nó huyết áp cao là nó huyết áp cao là gì? High blood pressure. Oh, là máu cao. Còn huyết áp thấp. Really? Hypertension. Cái này mình nói về huyết áp thấp á. Okay. Mình nói về huyết áp thấp á. Thì mình đọc sao? Oh, okay. Let me double check, okay? Mình nói phải có nhân chứng, vật chứng. Cái nào biết thì nói, cái nào không biết thì không nói. Okay. Let's see. Hypertension. Cái này đó là áp huyết thấp. Là Tiểu Minh nói đúng. Ok. Nó sẽ nhấn dần thứ ba. Hypertension. You see? Đồng ý không nè? Phải không? Right. Đây là huyết áp thấp. Ok. Mình nhấn dần thứ ba. Ok. Cái nào cũng nhấn dần ba luôn hả? Vậy tại sao cô này cũng nhấn dừng hai? Còn cái này là hypertension. Hypertension. Dạ, yeah, cái nào cũng nhấn dừng ba hết trường á. Hypertension. Hypertension. Okay, he saw the same to me. Hypertension. 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 Còn cái kia là hypertension. You see the difference? Hypertension. Cái ít quá ít ít cái áp huyết cao đó thì mình nhấn dần thứ hai, dần thứ ba luôn. Hypertension.
hypertension là cái đó là áp huyết cao. Okay, I just learned this one. Các anh chị hiểu không? Đọc như gì nè? Okay, hai cái đều nhấn dừng ba hết trơn đó. Nhưng mà cái này là áp huyết cao. Đọc chậm chậm lại. Áp huyết cao. Cái này là áp huyết cao đó thì mình nhấn dừng hai dừng ba luôn. Hypertension. Nghĩa là mình bỏ dấu sắc hai cái dừng hai dừng ba luôn. Còn cái áp huyết thấp á là cái này. Thì mình nhấn dần thứ ba mà mình xuống giọng dần thứ hai, hypertension. Okay, hypertension. Còn cái ở trên là hypertension. You see the difference? Anh chị hiểu không? Thì không có nhấn liên tục được, nhưng mà mình try your best. Okay, hypertension. Còn cái kia là hypertension. Anh chị nghe khác phải không? Một cái là hypertension, còn một cái là hypertension. Okay, I just learned that one. Okay, áp huyết cao đó, hypertension, còn cái là hypertension. Okay, rồi, that's good. Thế mới tưởng đâu là áp huyết cao là cũng là high blood pressure chứ. Okay, rồi, anh chị. Để tìm mi add cái bệnh này vô thêm nữa, ok, vô trong bài luôn. Hypertension, còn một cái là hypertension. Okay. Rồi, tiếp tục. Tìm mi add cái bệnh này vô trong bài luôn. Hypertension là áp huyết cao. Hypertension. Rồi tiếp tục nha các anh chị, tiếp tục. Học ở tiếng Mỹ nè. Học ở tiếng Mỹ nè. Tiếp tục nha. What? Dental caries. Dental caries. Hypertension. Dental caries. Yes, dental caries. Dental caries. Hypertension. Còn một cái là hypertension. Dental caries là bị sâu răng. Bệnh thuộc về răng. Bệnh sâu răng. Nó phải mục xương. Nghe ghê vậy, mục răng hả? Mục răng hả? Đến sâu răng, mục xương răng hả? Oh really? Không biết. Dạ, bệnh gì sâu răng đó? Raynan hả? Raynan hả? I don't know what you're talking about then. Ok, next one nè. Các chị lo viết đi. Không biết cứ copy and paste, ok? Sick this. Travel sickness. Physician. Sorry. Physician. Travel sickness first, then physician. Physician. Cô này cũng nhấn âm nhiều khi làm tiếng này cũng confused đó. Physician. Cô đọc là physician. 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 Yeah, cô ưa nhấn một lần hai âm luôn. Physician. Chắc cậu có khuynh hướng đi lên. Cậu có khuynh hướng đi lên nhiều. Cái gì cậu cũng bỏ dấu sắc vô hết trơn á. Yeah, sai tàu, sai xe, sai sóng, sai tùm lum hết trơn á. Sai máy bay luôn nữa. Travel sickness. Rồi physician. Physician, cô đọc là physician. Ok, next one. Này dễ. Physician. Doctor.
Doctor. Doctor. Thuộc phẫu thuật hả? Bác sĩ không thuộc phẫu thuật hả? Yeah, doctor. Doctor. Yeah, hôm nay không có... Hôm nay thứ tư hả? Khỏe quá. Chỉ dạy một chỗ thôi. Next oral one. Hygienist. Oral hygienist. Oral hygienist. Okay, oral hygienist. Hay là hygienist. Hay là hygienist. Cô đọc là oral hygienist. Hygienist. Cô này cô đọc hơi, cô phát âm hơi lạ lạ. Let me see. Hygienist or hygienist. See? Hygienist or hygienist. Hygienist hay là hygienist. Mà cổ phát âm là hygienist. Cổ phát âm hơi nặng, hồi nãy ai nói đúng á. Hygienist hay là hygienist. Oral hygienist. Đâu phải nhân viên vệ sinh miệng. Cái này là cái này là không phải cho cổ mà Tiểu My chỉ đánh rồi cổ đọc biết không? Cổ đọc. Cái này là không phải hẳn là nurse của nha khoa. Cái này là cái cô đặc biệt cái cô y tá này chỉ có giúp cái ông bác công nha sĩ ở trong cái phòng nha sĩ, ở trong cái phòng clean răng hay là chữa răng gì đó. Cổ không có làm giấy tờ, cổ là nurse. Nhưng mà cổ không có làm giấy tờ và cổ là phụ tá cho ông nha sĩ chứ không phải là không phải nurse. Nhiều khi họ cũng phải làm giấy tờ ở ngoài đồ này kia đã khó vậy. Okay. Yeah, nurse ở trong dentist clinic. Okay, next one. Dentist. 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 Yeah, nha sĩ. Này dễ. Attendant. 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 Allergist. Attendant, right? Attendant. Attendant là nhân viên của bệnh viện. Right, attendant. Yeah, tiếp tục là allergist. Allergist. Nurse. Hai chữ luôn. Allergist. Allergist and nurse. Hôm nay bị nhiều bệnh. Okay, next one. Nurse. Nurse. Cardiologist. 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 Very good, Snow Star. Cardiologist. Cardiologist. Cardiologist là bác sĩ gì? Dạ, bác sĩ về tim. Okay, bác sĩ về tim. Mình biết mấy cái ông bác sĩ này khi nào ví dụ mình bị tim hồi hộp, sao mình vô net mình kiếm
bác sĩ về tim cái địa chỉ nào gần nhất của mình đại khái như vậy đó, nhưng mà at least mình cũng biết bác sĩ tim nói làm sao phải không? Để mình vô nét mình đánh nó ra. Tim thì mình không phân biệt được nói chữ tim mình chữ tim. Người nam nói giống nhau, ok, không phân biệt được tim T-I-E-M and T-I-M nói khác nhau làm sao thì mình không biết. Hai cái thì mình đều nói là tim tim, ok, tim 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 điệu một chút hả, tiệm tiệm phải không, điệu một chút như vậy phải không, thiệt hả, tiệm, còn kia là tiệm phải không, em cái là kéo dài chút xíu ẹo chút phải không, tiệm đấy, tiệm and tiệm phải không. Cảm ơn. Giờ biết nói khác nhau rồi, tiệm còn kia là tiệm đấy, ok rồi, cảm ơn. Người nam thường thường nói gì cũng nói giống giống nhau vậy đó, ok. Ok, next one. Dermatologist. Good. Ok. Có nói gì các anh chị? Có nói gì? Dermatologist, okay? Có nói nghe không? Dermatologist, that's right. Có nói là dermatologist. Có nói vậy đó, thành ra mình nghe không? Dermatologist là bác sĩ gì? Bác sĩ da, right? Có chữ R nữa mà, phải không? D-E-R, that's right. Okay, D-E-R-M-A-T. Chứ không phải D-E-M nha. That's right, mình đọc là demur. Cô đọc là demur. Thế anh chị thấy không? Cô phát âm hiện nhiều khi nó hơi sai. Dermatologist, chứ không phải là dermatologist. Ok, next one. Các anh chị những cái danh từ này nó khó thiệt, nhưng mà đây là cái cách mà để các anh chị học. Các anh chị vừa thấy nó là các anh chị đọc được liền. Là một cái chữ như vậy các anh chị phải đọc nhiều lần, 10 lần, 20 lần, 30 lần, 40 lần, 50 lần càng tốt. Đó là cái cách mà Tiểu My học cách phát âm từng chữ đó. Tiểu My không có biết về lượt, ok, không có biết về lượt. Đọc chữ nào đó là Tiểu My đọc nhiều lần như vậy đó, thì không bao giờ lần sau Tiểu My lặp lại chàng như vậy, ok. Right. Chứ còn áp dụng luật thì mình không biết. Ví dụ mình cái chữ dermatologist, mình nhớ nó nhấn cái dần chữ thò, thì tới lúc đó mình bỏ dấu sắc vô. Khi mà các anh chị tập đọc, các anh chị viết chữ đó xuống, rồi nhấn chỗ nào các anh chị bỏ dấu sắc vô chỗ đó, rồi các anh chị stop ngay cái chỗ mà nó có dấu sắc, các anh chị stop chỗ đó. The more stopologist, nhấn mạnh ngay chỗ đó, dermatologist, là đọc nhiều lần như vậy. Dermatologist, 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 đọc nhiều lần rồi các anh chị đọc nhanh nhanh là các anh chị ráp lại thành một chữ dermatologist, ok. Đó là Tiểu My chia sẻ các anh chị chút xíu theo Tiểu My đó, ok. Dermatologist chứ không phải dermatologist, dermatologist. Có âm O mà sao đọc thành D được, right? Âm O mà, phải không? Dermatologist, ok. Rồi, next one. Gynecologist. Gynecologist. Yeah, gynecologist, chứ không phải colleges. Chữ T O, gynecologist, chữ C O, chứ không phải chữ T O nha, chữ C O.
Gynecologist. Gynecologist. Okay, next one. Gynecologist là bác sĩ gì? Bác sĩ gì các anh chị? Cái này là đàn bà phải biết, bác sĩ về phụ nữ á. Ví dụ như mình có bầu, mình cũng kiếm bác sĩ này. Hay là mình bệnh gì về phụ nữ đó, mình kiếm bác sĩ này. Okay, next one. Dermatologist. Gynecologist. 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 Plastic surgeon. Plastic surgeon. Plastic surgeon. Bác sĩ thẩm mỹ. Giải phẫu thẩm mỹ doctor, phải có chữ doctor nữa. Plastic surgeon doctor. Bác sĩ thẩm mỹ. Okay, next one. Psychiatrist. 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 Thường thường đó các anh chị, Tiếm hay chia sẻ cái này. Thường thường đó, mình có cái bác sĩ ở gia đình, general doctor, là bác sĩ gia đình, là bác sĩ chung chung hết trơn á. Nhưng mà khi mà mình biết mình bệnh gì đó thì mình đừng có nên đi bác sĩ gia đình nữa, mà mình gọi điện thoại thẳng tới cái ông bác sĩ specialist đó. Ví dụ như là mình tim mình bị hồi hộp rồi này kia đó, thì mình cứ gọi điện thoại thẳng tới cái ông bác sĩ về tim. Tại sao như vậy? Tại vì anyway mình đi bác sĩ gia đình, họ cũng chuyển mình qua cái bác sĩ tiêm. Nhưng mà họ ăn tiền hai lần. Các anh chị hiểu không? Tại vì mình đi bác sĩ gia đình, mình cũng phải trả tiền. Rồi họ mà chuyển mình qua bên bác sĩ về specialist, right? Thì at least mình cũng phải trả cái office fee. Các anh chị đi bác sĩ là bắt buộc các anh chị phải trả cái tiền gọi là tiền office đó. Right. And then mình nên biết bác sĩ chỉ cái gì mình đi thẳng tới đó luôn, chứ mình không có cần đi bác sĩ gia đình trước. Tại vì họ cũng phải transfer mình qua cái specialist thôi. Okay. Đi học bác sĩ. Đó là tiếng mình suggest như vậy. Okay. Mình khỏi cần trả hai lần tiền. Ngoại trừ khi nào mình muốn cái mình muốn nó gọi là cái second opinion. Second opinion là gì? Thí dụ như khi mà mình đi thẳng tới cái specialist doctor rồi đó, thí dụ mình nghi ngờ mình bị tiêm, mình đi kiếm bác sĩ tiêm đồ này kia, lại phải vô nhà thương đồ này kia đại khái như vậy, thì mình nên đi cái bác sĩ khác cũng về tiêm luôn. Cái đó gọi là second opinion. Tại vì nếu mà mình có nhiều người bác sĩ họ không có lương tâm nghề nghiệp, biết không, họ chỉ nói họ bệnh mình nhẹ, họ nói bệnh nặng rồi họ chữa đồ này kia để họ lấy tiền, thành ra mình chịu khó mình đi cái bác sĩ thứ hai cũng về specialist. Thì nếu mà hai ông bác sĩ mà nói giống nhau thì lúc đó chắc chắn là mình đúng cái bệnh rồi đó. Ok. Yeah, cyber doctor. Đó là tiếng Mỹ chỉ có chứ, mình được quyền mà. Để tiếng Mỹ kể cho các anh chị nghe một câu chuyện này. Ok. Tiếng Mỹ có cái cô học trò đó. Tiếng Mỹ giải thi quốc tịch cho cổ. Đang học đâu trường một tháng mấy cổ này. Cô cho em nghỉ khoảng một tháng được không? Hỏi chị đang học chị nghỉ gì? Học cho rồi đang đi thi. Nói tại em cần có chuyện gấp, em đi về Việt Nam có chuyện gấp. Đó, ok. Thì chị cứ đi rồi trở lại học tiếp. Chị đi về đâu 2-3 tháng không thấy chị trở lại học.
Ông thấy chị trở lại học. Đồ một cái sau bữa đó chị gọi điện thoại. Chị nói cô ơi cho em xin nghỉ tại em bệnh nặng quá. Hỏi chị bệnh gì vậy? Nó em bị ung thư ngực. Ung thư ngực, thấy không? Bây giờ đầu tóc em rụng hết trơn rồi. Sao hỏi trời chị bị hồi nào? Nó em đâu có biết đâu. Em về Việt Nam em bữa đó tự nhiên em về Việt Nam em ăn gì em mệt. Cái sao em đi vô đi đi bác sĩ. Đi bác sĩ cái sao bác sĩ đó ông khám ông nói em bị ung thư ngực. Đúng không? Rồi ông đưa em vô nhà thương. Ông đưa vô nhà thương ông cắt của em. Ông cắt của bà một cái biết không? Mắc cười lắm nha. Thiệt mà. Rồi nằm nhà thương 3 tháng trời trong nhà thương luôn. Thế rồi cái sau sau 3 tháng chữa cho bả cũng đỡ đỡ rồi bả mới trở về Mỹ. Bả mới trở về Mỹ thì bả vô nhà thương. Thế bả vô nhà thương không chuyện này có thiệt học trò của tiếng Mỹ mà bả mới trở về Mỹ vô nhà thương thì everything too late, nghĩa là trễ rồi. Ở bên này đó khi mà các anh chị đi bác sĩ đó, thứ nhất á, nó vô lý một cái chỗ. Khi mà mình bị bệnh thì phải có cái triệu chứng. Các anh chị đồng ý không nào? Bà đang khỏe mà. Đang học viết chữ mi. Khỏe, khỏe, khỏe ru mà. Đâu có, bà đâu có than là bà bị bệnh gì đâu. Phải không? Thứ nhất á, là nó phải có cái triệu chứng. Ok. Rồi khi mà có cái triệu chứng gì đó, mình mới đi bác sĩ. Các anh chị đồng ý không nào? Rồi đi bác sĩ nó khám phá ra mình bị ung thư đi, thí dụ đi, thì mình phải đi cái bác sĩ thứ hai, mình phải đi cái second opinion, cái bác sĩ thứ hai. Rồi khi mà hai ông bác sĩ đều nói chung một bệnh, nghĩa là những cái bệnh nào mà trầm trọng mình phải đi bác sĩ thứ hai để mình make sure là đúng là cái bệnh của mình. Ok. Rồi lúc đó rồi đó mình mới chữa cái bệnh của mình mới đi đúng bác sĩ để chữa cái bệnh của mình. Bà đang khỏe mạnh mà. Các anh chị đồng ý không? Khỏe mạnh rồi đi về Việt Nam. Rồi tự nhiên vô đó ông bác sĩ ông nói là bà bị ung thư ngực. Không có triệu chứng gì hết trơn. Rồi đưa bà vô nhà thương. Nằm 3 tháng luôn. Cái này Tiểu My nói chuyện có thiệt nha. Đó là học trò của Tiểu My mà. Rồi chữa cho bà ở bên Việt Nam nằm nhà thương 3 tháng. Bà trở về Mỹ. Trở về Mỹ thì vô bác sĩ thì everything đã xong rồi. Chú lấy rồi. Bây giờ bác sĩ Mỹ chỉ chữa cho bả cái gì còn lại thôi. Bây giờ bả ok rồi. Về Mỹ rồi là everything ok. Nếu mà Tiểu My là bả hả? Tiểu My biết mà Tiểu My bị bệnh vậy Tiểu My trở về Mỹ liền tại tức thời chứ không phải ở ở bên đó đâu. Không phải Tiểu My chê bác sĩ Việt Nam không phải. Ok. Tại vì mình ở bên Mỹ tại sao mình có insurance hay là mình có everything nó bảo đảm. Tại sao mình không trở về Mỹ liền tức thời, phải không? Đồng ý không các anh chị đấy? Không phải Tiểu My chê bác sĩ Việt Nam không phải nha. Tại nhiều khi ông bác sĩ đó ông không biết. Có nhiều bác sĩ giỏi mà bà xui bà đi nhầm ông bác sĩ dở. Hay là ông bác sĩ đó ông muốn lấy tiền. Whatever, I don't know. Anh chị hiểu rồi phải không? Không phải bác sĩ Việt Nam dở. Nhưng mà bà xui bà gặp nhầm ông bác sĩ không có lương tâm. Hay là ông bác sĩ ông muốn lấy tiền là có gì vậy, ông biết bả là Việt kiều là có gì vậy, chứ không phải bác sĩ nào cũng vậy. Ok. Ý của Tiểu My nói gì? Ý của Tiểu My nói mình bệnh bình thường thì mình đi general doctor là bác sĩ gia đình, bác sĩ tổng tổng quát. Nhưng mà nếu mình có bệnh nặng thì mình đã biết bác sĩ chữa bệnh rồi đó, mình gọi thẳng ông bác sĩ đó rồi mình đi ông bác sĩ đó. Rồi ông bác sĩ đó nói thật sự mình có bệnh nặng thì mình nên đi ông một ông bác sĩ thứ hai cũng specialist luôn, chỉ cái bệnh đó luôn. Rồi hai ông bác sĩ mà nói chắc chắn một bệnh thì lúc đó mình mới thật sự mình chữa bệnh. Ok. Đó ý của chị mình nói chia sẻ với các anh chị như vậy đó. Mình được quyền mình ở bên Việt Nam cũng đâu có cấm mình đi bác sĩ khác phải không các anh chị, phải không? Mình muốn đi bác sĩ nào đi miễn mình có tiền thôi phải không? Không biết không nào. Thành ra bệnh nặng thì mình nên đi hai ông bác sĩ để
coi họ nói hai hai người nói làm sao phải không? Cái gì vậy? Chứ khi không mà đưa người ta vô vô nói người ta bệnh là đưa người ta vô nhà thương chữa cho người ta đâu đúng đâu phải. Ok rồi, tiếp tục nha các anh chị, còn dài ông bác sĩ nữa hết rồi. Đi bệnh viện à, để mình không biết. Ok, next one nè. Optometrist. Là bác sĩ gì? Bác sĩ mắt. Hay không các chị? Bác sĩ mắt. Optometrist. Yeah, bác sĩ mắt. Ok, next one. Optometrist. Emergency doctors. Cô này cô đọc không rõ thành bạch canh. Các anh chị nghe không rõ. Veterinarian. Bác sĩ thú y á. Veterinarian. Yeah, veterinarian. Có đọc là veterinarian. Veterinarian. Anh chị nghe rồi phải không? Veterinarian. Năm âm cả. Mình có năm cái âm. Veterinarian. Là veterinarian. Cô đọc là veterinarian. Cô đọc có bốn âm thôi. Vet là vet là súc vật á. Bác sĩ thú y, ok. Bác sĩ thú y. Veterinarian. Ok, next one. Nhưng mà các anh chị biết không, nhờ cô này đọc á thì cái sao nó mới clear, nó mới rõ ràng. Còn cái mi qua cái website khác á nó đọc không có rõ mà nó ồn nữa. And that's the best I can. Chào. Okay, next pediatrician. One. Pediatrician. Urologist. I'm sorry. Urologist. Psychiatrist. Optometrist. Emergency doctors. Veterinarian. Pediatrician.
Yeah, cô đọc không rõ gì hết. Pediatrician. Pediatrician. Yeah, bác sĩ nhi đồng. Yeah, bác sĩ nhi đồng. Urologist, urologist, urologist. Actually, nó là urologist. Những cái âm thứ hai, urologist. Cô nhấn cái âm đồng urologist. Urologist. Urology. Tiếng này để chis mà cô đọc là y nha. Urologist. Nhấn cái âm thứ hai không các anh chị? Urologist. Okay, next one. Các anh chị thấy không? Khi mà mình đọc một cái chữ nào mà mình không biết á, mình sửa lại rồi mình đọc nhiều lần. Nhiều thiệt là nhiều lần thì lúc nào mình cũng đọc đúng hết trơn á. Nhiều lần. Và khi mà mình đọc đúng, mình nghe người ta đọc sai là mình biết liền. Phải không các anh chị? Phải không? Chị My, cổ đọc là chị My biết cổ nhấn cái âm đầu chứ không phải là âm thứ hai. Cổ đọc là cổ đọc là nhiều khi mình đọc đúng mình đọc sai không được. Okay, let's see. One more time. Urologist. 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 Yeah. Urologist. Radiologist. 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 And specialist. Wait. Radiologist. Radiologist. Yeah, radiologist. Là bác sĩ về X-ray, phải không? Yeah, bác sĩ X-ray. Radiologist. Bác sĩ về X-ray. Okay, next one. Radiologist and specialist. And specialist. And specialist. Ent, có nghĩa là ENT đó. Ent. Ear, nose, throat, right? Tai mũi họng, yeah, ear, nose and throat. Là chuyên môn, bác sĩ chuyên môn, specialist là chuyên môn nha các anh chị, về tai, mũi và họng. Okay, yeah, that's it, right? Ear, nose and throat. The end. The end. The hết bác sĩ rồi, đi hết bác sĩ rồi. The end. Okay, I'll give you another chance, okay, to rewrite this tomorrow, okay? Let me cho các anh chị cơ hội, một cơ hội nữa. Mình sẽ viết lại bài này ngày mai. Chịu không nào? Giờ các anh chị nên học thuộc lòng luôn nha, please.
Ngày mai sau khi mình viết rồi đó, nếu mà còn giờ đó, thì mình qua cái phần listening again, listening and repeating. Nhiều quá hả? Thật sự đó, đó fan shy fan. Fan shy fan. Fan hả? Are you Chinese? Fan shy fan. Are you Chinese? Yes. Không hả? Yeah, your nickname sound like Chinese to me. Người Việt Nam hả? Singapore hả? Singapore hình như đâu phải viết vậy phải không? Nick là Chinese. Để núp lùm hả? Fan Sai Phong hả? Fan Sai Phong. Oh, you from Singapore? Yeah, Singapore viết như vậy á. Okay. Fan Sai Phong đâu? Ok, ngày mai đó, sau khi mình viết lại cái bài này xong rồi, mình sẽ qua cái phần nghe và lặp lại. Ok. Anh chị nghĩ các anh chị có thể làm được chuyện này không? Ví dụ của nó rush, mình lặp lại rush. Ok. Phần listening rồi. No, we don't have enough time for that. Phang sai phang hả? Ok, ngày mai mình sẽ nghe và lặp lại. Sau khi mình rewrite cái bài này xong rồi, mình sẽ nghe và lặp lại. Cô nói gì mình lặp lại y chang như vậy. Anh chị nghĩ các anh chị có thể làm được không nào? Mỗi ngày từ thứ hai tới thứ năm với Tiểu My thì từ 8 giờ, ok, 8 giờ tới 11 giờ. Ok. Được. Từ điển là offline hay online hả? Từ điển, I don't know what. Từ điển nghĩa là gì? Tiểu My không hiểu Trang nói gì. Từ điển là gì? Từ điển hả? Offline hay online là gì? Yeah, dictionary là từ điển phải không? Offline hay online là gì Tiểu My không hiểu. Ok, Tiểu My dùng cái từ điển là dictionary.reference.com. Ok, Tiểu My dùng cái từ điển này nè. Từ điển này là từ điển của Mỹ. Online là có mạng mới dùng. Oh, ok. Là từ điển. Dạ, Tiểu My không có đánh cái link ra được nha. Để Tiểu My cut nó something. Tiểu My dùng cái từ điển này nè. Oh, offline là không có mạng để dùng được hả? I just know that. Online then. Không được. Yeah, vậy là Tiểu My dùng từ điển online. Okay. Online. Bộ có từ điển offline nữa hả? Từ điển nào? Từ điển nào offline? Các anh chị cho Tiểu My đi. Translate Google dở thì thôi á. Rồi mình download nó hả? ET mình download nó phải không? Download cái từ điển này phải không? Right? Phải không? Download cái từ điển dictionary.office of mean offline hả? offline.com hả? Oh, okay, I got it. Yeah, Tiểu My biết rồi. Để Tiểu My làm thử. Mà từ điển này nó có hay hay không?
Từ điển có hay hay không? Ở trong điện thoại của tụi mi á, cái Galaxy của tụi mi có từ điển rồi. Và nó có hay hay không? Ý của Jimmy nói là từ điển nó có hay hay không? Dùng dở đừng hỏi tại sao hả? Jimmy, I don't know. Okay. Xài Samsung hả? Samsung.com hả? Ok, để xài thử nha. Okay. Yeah, that's good. Jimmy thường thường mở từ điển offline là Jimmy mở cái điện thoại ra. Okay. Chứ không có vô, không có online. Ok, that's it for today. I'll see you tomorrow, ok? Ngày mai đó mình sẽ làm hai phần. Phần đầu tiên là writing. And phần thứ hai là listening and repeating. Thí dụ như where is it? Thí dụ như Rush. Rush. Cậu nói sao mình lặp lại? Rush. Không có nhìn bài. Rush. Rush. Các anh chị phải lên cầm microphone lặp lại, okay? Fever. 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 Đó, lặp lại như vậy đó. Insect bite. Insect bite. You think? Can you do it? Các anh chị nghĩ các anh chị làm được hay không? Hả? Hay là cần có thêm một tuần lễ để ready? Được hả? Ok. Thôi, học thử hết giờ rồi, đói bụng rồi. You are late. Cần thêm một tuần hay là mai làm luôn? Hả? Anh chị muốn cho thêm một tuần hay là mai làm luôn? Để tuần nữa quên mất. Ok, mai làm luôn đi. À, nếu mà thấy các anh chị dở ẹt đó, thì cho các anh chị thêm một tuần. Okay. Còn thấy các anh chị good enough thì mình sẽ qua cái phần đi bác sĩ. Okay. Đang nóng ăn luôn cho nó no hả? Ok, so ngày mai làm luôn. Okay. Xin coi các anh chị có good enough không? To pass this không? Nóng quá trong phòng. Ta nói cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Ok, I'll see you tomorrow then. And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. And chúc các anh chị khác một ngày mà đêm bình an vui vẻ. And gặp các anh chị ngày mai nha. So gửi mai lại cho các ớt. Bye các anh chị.